bị nhắc không hút thuốc lá, châm lửa đốt cả bệnh viện. Ngày 26 tháng 12, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 9, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Công an tỉnh Nghệ An phối hợp bắt giữ đối tượng hành hung y tá châm lửa đốt bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quỳnh Lập cơ sở 2, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Danh tính đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Văn Hội, sinh năm 1988, trú xóm Liên Trung, xã Hải Thương, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Hội điều trị tại bệnh viện từ ngày 25 tháng 11 cho đến thời điểm xảy ra vụ việc. Trao đổi với phóng viên, giám đốc bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quỳnh Lập, Nguyễn Việt Dương cho biết khoảng gần 4 giờ sáng ngày 26 tháng 12, tại khoa ngoại bệnh viện có tiếng la hét khi các y tá bệnh nhân chạy đến thì bệnh nhân Nguyễn Văn Hội đã châm lửa đốt bệnh viện. Cụ thể vào thời điểm trên, Hội dậy hút thuốc lá nên bị một số bệnh nhân trong phòng bệnh và y tá trực nhắc nhở nên Hội châm lửa đốt gây cháy lan từ nhà vệ sinh ra phòng bệnh nhân khoa ngoại bệnh viện. Chưa dừng lại, Hội còn dùng chổi đập vỡ kính cửa phòng bệnh khiến các bác sĩ và bệnh nhân vô cùng hoảng sợ. Chị Lê Thị Hằng, y tá trực đã chạy vào can ngăn thì bất ngờ bị đối tượng đánh vào mặt khiến chị Hằng bị thương. Một số bệnh nhân ở bệnh viện cũng bị tấn công. Thời điểm cán bộ tại bệnh viện trình báo công an địa phương cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, khi cảnh sát có mặt, Hội vẫn đang khống chế nữ điều dưỡng, xé rách quần áo với ý định hiếp dâm. Ngay sau đó, công an thị xã Hoàng Mai triển khai lực lượng khống chế bắt giữ đối tượng Hội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã triển khai các tổ công tác, một tổ hướng dẫn y bác sĩ bệnh nhân ra khỏi hiện trường một cách nhanh chóng và triển khai các phương án chữa cháy, ngăn đám cháy lan ra toàn bộ bệnh viện. Vụ cháy đã làm cháy hai chiếc điều hòa và một số vật dụng trong phòng bệnh nhân. Đối tượng đã đập vỡ hai cửa kính của bệnh viện. Hiện nữ điều dưỡng bị Hội khống chế vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện với chấn thương vùng đầu gây tụ máu. Điều dưỡng này hiện đang mang thai tháng thứ 3. Hiện đối tượng Hội đã được đưa về trụ sở công an thị xã Hoàng Mai để tiếp tục điều tra làm rõ. Nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, vì sức khỏe cộng đồng, cai thuốc lá an toàn, nhanh chóng, hiệu quả.